Kính ngày xưa chúng con lại xin được sám hối Okasa. Ta sám hối và xin hỏi thì tạm biệt mọi người. Xin quý vị hãy mở cuốn sách ra ở trang đầu tiên ạ. Ở phần sám hối. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. Ai mà chưa đọc được tiếng Pali thì có cả âm bồi ngay bên cạnh. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. Chúng ta niệm Nam Mô Tassa 3 lần đã. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Chúng ta đọc sám hối luôn nè. Okasa. Samanagatam Uposatha Silam
đề tha si lam đề tha mê bàn đề mê bàn đề tu ti âm bi tu ti âm bi ta ti âm bi ta ti âm bi ham bàn đề ham bàn đề ti sa mê na sa ha ti sa mê na sa ha athanga athanga samanagatam samanagatam Uposatha silam Uposatha silam Dhammang yajami Dhammang yajami Anugaham gatva Anugaham gatva Silam dekha Silam dekha Mepante Mepante Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Cùng Chư Đại Đức Tăng Cùng Chư Đại Đức Tăng Chúng con xin thành kính Chúng con xin thành kính Họ trì tam quy và bát quan trai giới Họ trì tam quy và bát quan trai giới Nơi tam bảo Nơi tam bảo Để vâng giữ hành theo Để vâng giữ hành theo Cho được sự lợi ích Cho được sự lợi ích Lần thứ nhì Lần thứ nhì lần thứ ba kính bạch ngài kính bạch ngài Sa-ma-ra-mi-ta-va-ri-tha A-ma-ra-mi-ta-va-ri-tha Namo-tassa-bhagavato arahato Sammasambuddhassa Namo-tassa Panadipada Viramani Sekabadam Samadhyami
Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Con nguyện giữ giới không sát sanh. Con nguyện giữ giới không sát sanh. A Di Đà Na Na. A Di Đà Na Na. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Con nguyện giữ giới không trộm cắp. Con nguyện giữ giới không trộm cắp. A Dhamma Sariya. A Dhamma Sariya. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Con nguyện giữ giới không hành dâm. Con nguyện giữ giới không hành dâm. Musavada. Musavada. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Con nguyện giữ giới không nói dối. Con nguyện giữ giới không nói dối. Suramiraya. Suramiraya. Mesapamadatana. Mesapamadatana. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Con nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Con nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Là nguyên nhân dẫn đến sự dễ vui. Là nguyên nhân dẫn đến sự dễ vui. Vikala bhojana. Vikala bhojana. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Con nguyện giữ giới không ăn phi thời. Con nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nissa. Nissa. Gita. Gita. Walita. Walita. Dasana. Visuka dasana. Malaganda. Malaganda. Vilepana. Vilepana. Dharana. Dharana. Mandana. Mandana. Vibhusana thana. Viramani Sikkhapadam Sammabhiyami. Vibhusana thana. Viramani Sikkhapadam Sammabhiyami. Con nguyện giữ giới không đàn ca múa hát nghe đàn kèn. Con nguyện giữ giới không múa hát nghe đàn kèn. Trang điểm thoa vật thơm rồi phấn và đeo tràng hoa. Trang điểm thoa vật thơm rồi phấn và đeo tràng hoa. Ô sa sen na. Ô cha sa nhân na. Ma sen na. Ma ha sa nhân na. Sikkhapadam Sammabhiyami. Venani Sikkhapadam Sammabhiyami. Con nguyện giữ giới không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con nguyện giữ giới không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Abhamadi na samadhi tha. Abhamadi. Tâm kinh và bát tâm trang giới nơi tam bảo gần bao nhiêu hành theo cái đường trong sạch định dễ vui và xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời là nhờ dư giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dư giới. Các chúng sanh được giải thoát tịch diệt niết bàn nhờ dư giới. Bởi các cơ quý Phật tử gắng giữ gìn giới luật chân Phật trong sạch định dễ lắm nhớ. Dạ xin vâng. Sa du sa du sa du. Bồ Đề Tam Na Rồng Ma Bồ Đề Di Đà Ngã Hòa Hoa Gia Rồng Mùi Nhĩ Di Đức Gan Thông Bồ Ma Nam Văn Di Uy Ni Sô Ra Ma Du Sĩ Ba Di Đà Di Đà Đà ဤနိသီလလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်မသီလမတတ်နိုင်လို့၅ပါးသီလလုံးနေတယ်ရပါတယ်။၅ပါးသီလလုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်မသီလလုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသီလသာသနာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဂိမ်းသွားပါပြီ။
Trong suốt 45 năm Đức Phật hoàn hóa độ sinh, Ngài đã giảng dạy cho các hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia rất là nhiều bài kinh. Và từ cái lần kết tập tâm thành thứ nhất thì những cái lời Phật dạy được chia thành ba phần, bao gồm tạng luật, tạng kinh và tạng ví dụ pháp. Tạng luật là liên quan đến giới, tạng kinh liên quan đến định, và tạng ví dụ pháp liên quan đến tuệ. Trong tạng luật, Đức Phật đã chế định nhiều giới luật dành cho hàng xuất gia cũng như tại gia. Đối với hàng tại gia thì con người sinh thọ gì ngũ giới, và con người muốn tu tập nghiêm mật hơn thì sinh thọ gì bát quan ca giới. Thì khi một Phật tử là một hành giả đã thọ trì ngũ giới hay là bát quan ca giới thì hành giả đã thiết lập được giới ở trong tâm của mình. Nếu những hành giả nào đã có giới trong sạch thì khi thọ trì tam quy và ngũ giới hay là bát quan ca giới lại